Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Lời đầu tiên thay mặt 30 tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị, nhiều gia chủ đang thắc mắc, ngày rằm tháng 12 âm lịch nên thắp hương vào giờ nào để có được sự may mắn và kết nối tâm linh một cách tốt nhất? Theo thầy Sa Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt cho rằng, sợi dây tâm linh kết nối âm dương sẽ được liên kết vững chắc và linh thiêng nhất nếu chúng ta thắp hương vào những khung giờ vàng này, không chỉ giúp tâm trí thanh tịnh, thu hút vận may, tài lộc cũng kéo đến với gia chủ. Để đảm bảo tính linh thiêng và quan trọng của việc thờ cúng, nếu lỡ thắp hương vào thời điểm kiêng kỵ thì chẳng khác nào chuốc lấy tai họa vào thân, chiêu dụ tà khí xâm nhập vào ngôi nhà của mình, chuyện tâm linh không đùa được đâu. Vậy giờ hoàng đạo nào thắp hương ngày 15 tháng 12 là tốt, sai lầm thắp hương khi cúng bái dẫn đến tai họa như thế nào? Chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị những nội dung chính như sau. 1. Tổng quan cắt hung ngày rằm tháng 12 âm lịch. 2. Phân tích chi tiết cắt hung của từng giờ trong ngày rằm tháng 12. 3. Tìm ra những khung giờ tốt nhất thắp hương ngày rằm tháng 12 để thu hút tài lộc. 4. Cảnh báo những khung giờ xấu, đại kỵ việc thắp hương, kẻo rước họa vào thân. 5. Sai lầm tuyệt mệnh khi cúng bái dẫn đến tai họa như thế nào? Trước khi bước vào nội dung đầu tiên, để đảm bảo việc thờ cúng được linh thiêng, kết nối tâm linh tốt nhất, quý vị cần phải biết tránh những điều đại kỵ như sau. Thưa quý vị, chuyện thờ cúng là việc hết sức quan trọng và cần thiết, là phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc ta. Trong việc thờ cúng ngày rằm mùng 1, ngoài việc sắp xếp ban thờ, lau dọn sạch sẽ, thì quý vị cũng cần kiểm tra trong bát hương nhà mình đã có cốt thất bảo hay chưa. Nếu chưa có thì quý vị nên thỉnh về để tiến hành bốc lại bát hương để cho mọi sự được đúng và đầy đủ. Cốt thất bảo là vật phẩm giúp thông linh tốt hơn, lưu giữ lời nguyện cầu và là nơi trấn không cho tà khí, uế khí, tạp khí xâm nhập vào bát hương. Bát hương mà không có cốt thất bảo thì thờ cúng vô ích. Bát hương là nơi để kết nối và thông linh giữa con cháu trên trần thế với người cõi âm. Đây cũng là nơi để thể hiện tình cảm biết ơn, kính trọng đối với các bậc tiền nhân cũng như những vị thần linh đang cai quản, chăm sóc gia đình. Vì thế, việc bốc bát hương mới là điều tối quan trọng khi bài trí bàn thờ. Trước khi bốc bát hương, gia chủ cần phải kiểm tra kỹ xem đã đủ bộ bốc bát hương chưa. Bộ bốc bát hương ngoài bát hương thì cần có 7 thứ sau. 1. Thất bảo. Thất bảo là 7 bảo vật của nhân gian, tượng trưng cho linh khí của đất trời hội tụ, bao gồm có vàng, bạc, mã não, san hô đỏ, hổ phách, ngọc trai và đá mã não. Là pháp bảo cúng dường cho Phật Thích Ca khi Ngài giáng thế. Thất bảo là bảo vật lưu giữ lời nguyện cầu của gia chủ, đồng thời cũng là pháp bảo giúp bát hương có được linh khí, giúp trấn áp tà ma, ngoại đạo xâm phạm vào ban thờ nhà mình. 2. Là cho nếp. Cho nếp là thứ không thể thiếu được khi bốc bát hương. 3. Gạo vàng thần tài. Đây là pháp khí siêu tài và kích hoạt vượng khí cho bát hương, giúp cho bát hương trở nên ấm cúng và linh ứng hơn. 4. Ngũ vị hương. Giúp tẩy uế, trừ tà cho bát hương và ban thờ, từ đó khiến cho ban thờ được thơm tho, sạch sẽ và phòng thờ sẽ ấm cúng hơn. 5. Tờ di hiệu. Là pháp khí, là nơi để ghi linh vị của bát hương của người cần thờ cúng. 6. Là giấy trang kim, sử dụng để gói thất bảo, giúp cho thất bảo tụ khí tốt hơn và đồng thời cũng để bảo vệ thất bảo không bị cháy trong trường hợp bát hương bị hóa. 7. Bộ văn khấn tôn cấp lập thờ, thủ tục bốc bát hương kèm theo những lưu ý quan trọng khác. Đó là những thứ cần thiết không thể thiếu để bốc bát hương mới hay bốc lại bát hương cũ. Các vật phẩm bốc bát hương cần được khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng trước khi sử dụng. Khi được khai quang và xem ngày sử dụng đúng theo tuổi của gia chủ thì vật phẩm mới phát huy được công năng tốt nhất. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0989 34 9119 để được tư vấn về việc lập ban thờ, chọn ngày tốt, cũng như các thủ tục và văn khấn để lập ban thờ. Việc thờ cúng là điều hết sức quan trọng, vậy nên quý vị hãy hết sức cẩn thận và trịnh trọng, không được làm qua loa cho xong. Quý vị thân mến, trước khi đi vào tìm ra những khung giờ tốt nhất để tiến hành thắp hương ngày rằm tháng 12 âm lịch, ta cũng cần phải xét xem ngày cắt hung như thế nào, từ đó lựa chọn ra được những khung giờ tốt, phù hợp nhất. Ngũ hành 15 tháng 12 âm lịch là ngày Giáp Tý, tức là chi sinh can, Tý Thủy sinh cho Giáp Mộc, là ngày cát, ngày nhiễm nhật. Nạp âm của ngày là Hải Trung Kim, kỵ tuổi Mậu Ngọ và Nhâm Ngọ. Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt là tuổi Mậu Tuất nhớ Kim khắc mà được lợi. Ngày Tý lục hợp Sửu, tam hợp Thìn và thân thành Thủy cục, xung Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu, tuổi Tỵ. Ngày 15 tháng 12 có trực và bế và sao.
Quỷ, Sao Hung trong bộ Nhị Thập Bát Tú. Các thần là Cát Khánh, Hội Đồng, Lục Hợp, Nguyệt Không, Ngũ Đế Sinh, Thiên Nguyện, Thiên Xá, Thiên Ân, Thần Tại, Tục Thế. Các việc nên làm là an táng, cải mộ, cầu tự, giao dịch, giá thú, hiến trương sớ, hoãn hình ngục, hành huệ ái, hưng tu, hội hữu, hứa nguyện, khai trương, khánh điển, khởi công, kinh lạc, kỳ phúc, kết hôn nhân, lập khoán, lập tự, mai huyệt, mai trì, mục thân tộc, nạp tài, nạp đơn, phó nhậm, thi ân, thi ân huệ, thiết phù mưu, thiết yến, thủ thổ, trai tiếu, trần lợi ngôn, tu lý phần mộ, tu sản nhất, tu trạch, tu tác, tu tạo, tu ốc, tuyên chánh sự, tuyết oan uổng, tuất cô quỳnh, tài chế, tạo sàng trướng, tạo trạch, tạo tác, tạo táng, tắc huyệt, tế tự, tứ xá, tự thần kỳ, uốn nhưỡng, yến hội, điệp bổ, đàm âm, đính hôn, tạo từ, định kế sách. Hung thần trong ngày là Hiệp Tỷ, Hoàng Sa, Huyết Chi, Huyết Kỵ, Nguyệt Kiến, Chuyển Sát, Phủ Đầu Sát, Quỳ Kỵ, Sát Sư Nhật, Thiên Chuyển, Địa Chuyển, Thiên Hình, Thiên Lại, Thố Ngân, Thổ Phù, Thủy Cách, Tiểu Không Vong, Chí Tử, Đại Tiểu, Khốc Nhật, Địa Tập. Kỵ các việc là An Sàng, An Đối Ngại, Bàn Di, Bách Sự Bất Nghi, Bình Trị, Tạo Đồ, Bộ Ngư, Chiêu Hiền, Châm Cứu, Chủng Cốc, Cầu Y, Cử Chánh Trực, Di Cư, Doanh Kiến, Cung Thất, Giá Mã, Giải Trừ, Hoại Viên, Hành Hạnh, Hành Thuyền, Hưng Tạo, Khai Cử, Khai Trương Khố, Khai Thị, Khai Trì, Khai Đường, Khiến Sử, Khởi Thủ Tu Tác, Kinh Thương, Kiến Trạch, Liệu Bệnh, Lâm Chánh Thân Dân, Lập Kế Mãi Mãi, Mục Dưỡng, Nghi Thác Thọ Mộc, Nhập Trạch, Phá Thổ, Phá Ốc, Phó Nhâm, Phạt Mộc, Quan Đới, Quy Gia, Quy Ninh, Thi Ân Phong Bái, Thiện Thành Quách, Thú Phụ, Thượng Biểu Trương, Thượng Sách, Thụ Sự, Thụ Trụ, Tiến Biểu Trương, Trúc Đề Phòng, Tu Cung Thất, Tu Sức Viên Tường, Tu Thương Khố, Tu Trí Sản Thất, Tuyên Bố Chánh Sự, Tài Trùng, Tài Mộc, Tạo Xúc Lan, Từ Tụng, Viễn Hồi, Vấn Danh, Xuyên Mưu Tị, Xuyên Nhĩ Khổng, Xuyên Tỉnh, Xuất Hành, Xuất Hóa Tài, Xuất Hỏa, Xuất Sư, Xuất Tài, Yết Mục Xúc, Địa Sư, Trạch Sư, Đáo Hiện Tràng, Động Thổ. Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng phân tích về cát hung của từng giờ để chọn ra cho quý vị những khung giờ hoàng đạo thắp hương ngày rằm tháng 12 được hanh thông và thuận lợi. 1. Giờ đầu tiên ta xét là giờ Giáp Tý từ 23 đến 1 giờ. Trong giờ này có các sao là Kim Quỹ, Nguyệt Tiên, Phúc Đức Tinh, La Thiên Đại Tiến, Thời Kiến, Thủy Tinh, Tỷ Kiên. Đây là giờ đại cát đầu tiên trong ngày. 2. Giờ thứ hai ta xét là giờ Ất Sửu từ 1 đến 3 giờ. Trong giờ này có các sao là Thiên Đức, Thiên Ất Quý Nhân, Thái Âm, Lục Hợp, Vũ Khúc. Đây cũng là một trong những khung giờ đại cát trong ngày. 3. Giờ thứ ba ta xét là giờ Bính Dần từ 3 đến 5 giờ sáng. Trong giờ này có các sao là Bạch Hổ, Phúc Tinh Quý Nhân, Thiên Binh, Tứ Đại Các Thời, Hỷ Thần, Ngũ Phù, Nhật Lộc, Dịch Mã, Tả Phụ, Mộc Tinh. Mặc dù giờ này có sao Bạch Hổ nhưng bên cạnh nó có rất nhiều cát tinh nên đây cũng là giờ tốt trong ngày. 4. Giờ thứ tư ta xét là giờ Đinh Mão từ 5 đến 7 giờ. Trong giờ này có các sao là Ngọc Đường, Thiên Xá, Đế Vượng, Kế Đô, Thời Hình, Thiên Cương. Đây là giờ tốt để thắp hương rằm tháng 12 năm 2022 nhâm dần. 5. Giờ thứ năm ta xét là giờ Mậu Thìn từ 7 đến 9 giờ. Trong ngày có các sao là Thiên Lao, Quả Tú, Lục Mậu, Thổ Tinh, Lôi Binh, Tam Hợp, Vũ Khúc. Mặc dù được tam hợp với ngày nhưng giờ này có quá nhiều đại hung tinh nên không dùng được. 6. Giờ thứ 6 ta xét là giờ Kỷ Tỵ, từ 9 đến 11 giờ. Trong giờ này có các sao là Huyền Vũ, Ngũ Quỷ, La Hầu, La Thiên Đại Thoái, Cổ Mộ Sát, Kiếp Sát, Quý Đăng Thiên Môn, Tứ Đại Cát Thời, Ngũ Hợp. Giờ này cũng có nhiều hung tinh, không nên dùng cho việc thắp hương ngày rằm tháng 12 âm lịch. 7. Giờ thứ 7 ta xét là giờ Canh Ngọ từ 11 đến 13 giờ. Trong giờ này có các sao là Tư Mệnh, Kim Tinh, Ngũ Bất Ngộ, Ngũ Quỷ, Thời Phá, Địa Binh. Trong giờ này có rất nhiều hung tinh không nên dùng cho việc thắp hương. 8. Giờ thứ 8 ta xét là giờ Tân Mùi từ 13 đến 15 giờ. Trong giờ này có các sao là Câu Trần, Thời Hại, Nhật Mộ, Thiên Ất Quý Nhân, Thái Dương. Đây cũng là giờ xấu không nên thắp hương ngày rằm. 9. Giờ thứ 9 ta xét là giờ Nhâm Thân, từ 15 đến 17 giờ có các sao là Thanh Long, Tứ Đại Cát Thời, Tam Hợp, Triệt Lộ Không Vong, Hỏa Tinh, Thiên Tặc. Trong giờ này có rất nhiều cát tinh, vậy nên có thể dùng cho việc thắp hương ngày rằm tháng chạp. 10. Giờ thứ 10 ta xét là giờ Quý Dậu, từ 17 đến 19 giờ có các sao là Minh Đường, Thiên Quan Quý Nhân, Đường Phù, Tham Lam, Thủy Tinh, Hà Khôi, Triệt Lộ Không Vong. Đây cũng là giờ tốt trong ngày rằm tháng 10 âm lịch.
11. Giờ thứ 11 ta xét là Giáp Tuất từ 19 đến 21 giờ. Trong giờ này có các sao là Thiên Hình, Cô Thần, Tuấn Trung Không Vong, Thái Âm, Quốc Ấn, Hữu Bận, Tỷ Kiên. Giờ này có rất nhiều hung tinh, không nên thắp hương rằm tháng chạp. 12. Giờ cuối cùng ta xét là giờ Ất Hợi từ 21 đến 23 giờ. Giờ này có các sao là Chu Tước, Thiên Cẩu, Hạ Thực, Tuần Trung Không Vong, Quý Đăng Thiên Môn, Tứ Đại Cát Thời, Trường Sinh, Tả Phụ, Mộc Tinh. Đây cũng là giờ cát trung bình trong ngày. Như vậy chúng ta đã xét xong 12 canh giờ trong ngày rằm tháng 12 âm lịch có các khung giờ tốt như sau. 1. Giờ Giáp Tý từ 23 đến 1 giờ. 2. Giờ Ất Sửu từ 1 đến 3 giờ. 3. Giờ Bính Dần từ 3 đến 5 giờ. 4. Giờ Đinh Mão từ 5 đến 7 giờ. 5. Giờ Nhâm Thân từ 15 đến 17 giờ. 6. Giờ Quý Dậu từ 17 đến 19 giờ. 7. Giờ Ất Hợi từ 21 đến 23 giờ. Đó là những khung giờ tốt trong ngày rằm tháng 12 âm lịch. Quý vị hãy chọn ra cho mình những khung giờ phù hợp nhất để tiến hành thắp hương cho được thuận lợi và may mắn, sức lộc về nhà. Nếu quý vị may mắn xem được video này trước ngày 15 tháng 12 âm lịch thì sẽ chủ động hơn trong việc lựa chọn ra cho mình những khung giờ tốt nhất. Trên đây chúng tôi đã chia sẻ cho quý vị và các bạn những khung giờ tốt nhất để thắp hương cúng rằm tháng 12 âm lịch. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến của quý vị hãy để lại bên dưới ô bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn chi tiết. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!